Vâng, xin chào tất cả anh chị. Hôm nay em giới thiệu một chút đến mọi người một cái cây, một cái dòng. Gọi là hôm nay em sẽ giới thiệu một cái dòng nó khá là đẹp và màu sắc khá là bắt mắt. Đó chính là cái cây dòng Dendro. Dòng Dendro này thì nó là một cái dòng mà chúng ta có thể nói là dòng Dendro này nó là một cái cây dòng thân thảo, thì gọi là Dendro. Ví dụ như bắt đầu bằng cái cây phi điệp thì nó cũng Dendrobium. Đấy gọi là tên khoa học. Thì hôm nay em muốn giới thiệu đến mọi người một chút để mọi người cũng biết đó chính là một cái cây phi điệp hay là một cái cây Dendro. Chúng ta phải biết được những cái tên của nó. Ví dụ như hôm nay là em giới thiệu đến mọi người cái cây Dendro này là cái cây Dendro tia chớp. Chúng ta gọi là cây Dendro tia chớp mini bởi vì nó là cái dòng Dendro. Và cái dòng Dendro này thì là mọi người có thể thấy là nó thường đa phần là không thơm. Nhưng hôm nay em cũng giới thiệu kèm ở đây với để mọi người cũng biết đến một cái dòng lan rất là đẹp mà nhưng mà lại rất là ít người chơi. Chỗ em thì cũng không có nhiều cái dòng này, cũng ít thôi. Nhưng nghĩa là sưu tầm thì mình cũng nên sưu tầm dòng Dendro này. Dendro này thì như cái cây đang trước mặt anh chị đây thì nó có cái cây là Dendrobium Enobi Pupper Flash Mini. Flash Mini thì là cái cây LB Popper này thì nó là cái dòng nhìn chung đã là gọi là lai rồi. Nhìn chung nó là hàng cấy mô nhân tạo chứ không phải là hàng rừng thuần chủng. Anh chị có thể tìm mua những cái cây Dendro này rất là nhiều nơi bán. Có khi ra chợ cũng có. Nhưng hôm nay thì em muốn giới thiệu đến mọi người để mọi người cùng biết về cái dòng một cái dòng hoa lan rất là đẹp mà dễ trồng, thì phải nói là cực kỳ dễ trồng mà hoa thì rất là siêng. Anh chị có thể nhìn thấy ở đây nó cái với cái bộ rễ với cái thân lá rất là nhỏ. Những bộ rễ rất là đẹp, cây khỏe và ra hoa liên tục. Nó có những cái cần hoa khô bên cạnh như này. Đây là nó bị tàn rồi và em thì mới vừa rồi thì cũng thời tiết mưa, nhưng hôm nay thì cũng đang mưa nhưng mà tranh thủ tạnh một tí. Thì em giới thiệu cho mọi người một ít những cái dòng Dendro. Dòng Dendro này thì mình chơi và ngắm hoa rất là hay bởi vì cái dòng này là nó rất là dễ trồng và rất là siêng hoa. Nếu như nhà anh chị nào mà nhiều nắng một chút ấy, thì mình trồng ở có thể là trồng ngoài ban công hoặc là trồng những cái trong ở bên những cái không gian mà mình không thể che lưới, có nghĩa là không phải dạng vườn lan ấy. Như nhà anh chị nào mà trồng những cái dòng này là dễ, phải nói là dễ nhất rồi. Trồng lan mà không trồng mấy cái cây này thì cũng hơi buồn bởi vì nó cực kỳ dễ trồng. Đây cái gốc nó không đẻ nhưng nó đẻ lên trên này rất là nhiều, đúng không ạ? Mọi người có thể nhìn thấy và nó cái bộ rễ nó ra tùm lum kinh khủng luôn. Và nó lại đang nụ đây. Mọi người thấy không? Nó rất là siêng hoa. Nếu như mà nhà anh chị trồng nắng ấy, mà có nghĩa là độ ánh sáng của nó chiếm tầm độ khoảng ánh sáng của nó nhá, ánh sáng chiếm khoảng từ 2 đến 3 tiếng đồng hồ là mới có thể chơi được dòng này rồi. Và chỉ cần nắng xiên thôi, nó chưa cần thiết phải nắng trực tiếp. Bởi vì nắng trực tiếp nó sẽ nóng quá. Cái dòng Dendro. Dòng Dendro hôm nay là cái cây này cùng là cái cây tia chớp này, và em cũng sẽ giới thiệu với mọi người một số những cái tên khoa học mà chúng ta chơi dòng Dendro này. Nhưng mà em thì nhà không có nở hoa và em chỉ đọc được tên thôi, tên với một số loại. Có nghĩa là chúng ta cứ hiểu nôm na và chơi đơn giản đó chính là những cái dòng Dendro. Dendro là dòng Dendro nắng. Thì mọi người có thể biết được rằng dòng Dendro nắng thì được rất là nhiều người biết đến, nhất là trong thành phố Hồ Chí Minh. Và cái dòng này thì nó là một cây, nó không phải là cây nhiều tiền. Chúng ta có thể nói đó chính là một cái cây rất là hợp lý với giá tầm độ 100 đến 200 nghìn một gốc nhỏ nhỏ để mình trồng vào có hoa luôn. Thì nó là một cây màu rất đẹp. Và cái dòng này ngày trước thì dòng Dendro nắng ấy thì nó bị được rất là nhiều người yêu thích, nhưng bây giờ bị gần như kiểu bị lãng quên đấy. Nhưng màu này thì em thấy là đánh giá là nó một trong những cái cây rất là đẹp. Thì hôm nay em giới thiệu với mọi người một chút những cái dòng Dendro nắng khác. Ví dụ như là những cái cây mà cũ ngày xưa ấy, những cái cây kinh ấy. Cây kinh thì nó có cái Dendrobium kinh ấy, thì nó có những cái cây cây vàng, cây sừng trâu, cây móng rồng, các thứ rất là nhiều. Và có những cái cây Dendrobium như cây banana là cái cây vàng. Nó là cây vàng ấy. Đấy, hoặc là cây madam hoa tím, cái Dendrobium madam. Mọi người có thể check, mọi người có thể tìm hiểu trên internet, giờ rất là nhiều
phương tiện truyền thông, có thể là ở nhiều cái trang thương mại điện tử, ví dụ như Facebook chẳng hạn, tìm trên đó thì rất là nhiều người bán đến dòng Denro này. Dòng Denro này như em cũng đang sưu tầm những cái dòng Denro nắng để mình chơi những cái dòng mà Denro nắng, thì nó đợt tới này em sẽ làm chi tiết hơn. Những cây nào mà có hoa hoặc cái dòng custom em sẽ làm, nhưng dòng Denro nắng này thì hôm nay em sẽ nói chi tiết hơn một chút. Có nghĩa là nó cực kỳ dễ trồng và nó dễ hoa kinh khủng luôn. Nó quan trọng là nhà mình phải nhiều nắng, ít nắng là mình không được trồng được. Có nghĩa là trồng vẫn trồng được, nó không hoa ấy. Mà không hoa thì nên trồng các loại khác, ít nắng quá nên trồng những cái loại khác, ví dụ dòng giáng hương. Đấy. Thì em giới thiệu một chút về vài cái cây nữa, có thể là mấy cái cây mà em có thể là nhớ được tên của chúng nó ấy. Chẳng hạn như cây Dendrobium Aragwam chẳng hạn. Là nó là một cái cây hoa màu trắng hồng. Nó kiểu như dòng tai thỏ. Đấy, kiểu dạng vậy. Nhưng mà dòng Denro nắng ấy, thì là tất cả những cái cây Denro nắng ấy, thì là cánh nó rất là bé chứ nó không bầu này đâu. Và nó có hương ấy. Nó hương thơm. Nó hương rất là thơm. Hoặc là cái cây Pompatua chẳng hạn thế. Cây Pompatua là cái cây cũng là một cái cây Denro nắng mà hoa màu trắng tím. Hoặc là cây anh chị có thể hỏi cái cây trắng ba liễu chẳng hạn thế. Cây trắng ba liễu nó là một cây rất là đẹp. Dendrobium nó cùng là dòng Denro nắng cả. Và nó có hương thơm. Dòng Denro là phải chơi những loại đấy thì nó có hương thơm. Và nó bộ cánh nó rất là điệu và rất là đặc sắc. Trước trong thành phố Hồ Chí Minh, trong miền Nam ấy, nắng quanh năm chỉ chơi dòng đấy với dòng Cattleya thôi. Thì bây giờ đang mùa Dendrobium với cả mùa Cattleya với cả Catastum. Thì em sẽ làm vào đợt tới này. Có cây nào thì em sẽ cố gắng quay tất cả những cái mà kiến thức mà em có thể nhận biết được từ những năm về trước. Và bây giờ em sẽ làm những cái video đó. Thì một số những cái dòng Dendrobium rừng có, ví dụ rừng Philippines thì có cây Tarium, Dendrobium Tarium ấy, thì là cái cây mà nó ở rừng Philippines. Hoặc là một cái số cái cây rừng Myanmar, à đâu, Sumatra chẳng hạn đấy. Cây Sumatra thì nó cũng là một cây rất là đẹp, dòng Dendro. Thì hôm nay em giới thiệu tạm như thế bởi vì em cũng không nhớ được hết những cái cây Dendrobium, vì chủ yếu là chúng ta phải nhận định là như này, là một cái cây ấy, nếu như mà mình chơi những cái cây ví dụ như gọi là phi điệp hay là những cái dòng giáng hương ấy mà bây giờ đang rất là hot ấy, thì chúng ta gọi là tên là chúng ta tự đặt đấy, bởi vì rừng Việt Nam chúng ta rất là phong phú, nên là những cái cây phi điệp đột biến hay là những cái cây tầm sắc giáng hương hay là những cái dòng đột biến ấy, hoặc là dòng lan hài, thì chúng ta đặt tên thì gọi tên để cho dễ nhớ thôi, nhưng mà thế giới thì người ta chưa công nhận. Còn những cái cây dòng Dendrobium này ấy, thì là những cái cây mà em vừa nói là cả thế giới người ta công nhận luôn, có nghĩa là được đặt tên, gọi tên. Và các anh chị có thể tìm hiểu tất cả trên các nơi, chứ nó không như là mấy cái cây mà chúng ta đang sưu tầm. Thì mỗi cây thì mình cũng nên sưu tầm một chút để cho cái vườn hoa lan của nhà chúng ta được phong phú hơn. Như cái vườn lan của anh chị thì có thể là mùa này thì nó không có lan phi điệp, thì mình có thể sưu tầm những cái dòng khác, ví dụ như Dendrobium, Catastum, hay là những cái dòng kiếm, hoặc là một dòng mấy cái dòng lai, Cattleya, cái thứ đại loại rất là nhiều loại. Rất là nhiều loại những cái dòng mà mình có thể nói là nở hoa vào dịp này. Còn dịp mà chúng ta trước thì chúng ta chơi hàng rừng, còn đến bây giờ thì như ngoài miền Bắc thì chủ yếu là chơi hàng lai và hàng công nghiệp là chủ yếu. Còn hàng rừng thì mùa này rất ít, nó chỉ có hoàng nhạn với cả quế với cả một số những cái loại khác nở như kiểu trái mùa, phi điệp các thứ thì vẫn có, nhưng mà là trái mùa. Thì anh chị có thể tham khảo thêm về cái dòng Dendrobium này, thì lúc nào em sẽ em có viết những cái bài rất là chi tiết ở trên website của em rồi, thì mọi người có thể tham khảo trên đấy. Và mọi người sưu tầm những cái dòng Dendrobium này thì rất là dễ trồng, dễ chơi và dễ hoa. Nhưng mà cái dòng Dendrobium mà mình hay gọi là Dendro nắng ấy, thì cái dòng cánh nó nhỏ hơn như này, nhưng nó có hương thơm và nó cũng xiên hoa như nhau. Dendro này nó là dòng dễ nhất trong tất cả các loại mà em từng biết. Thì Dendro này nó là dòng dễ nuôi, dễ chăm và dễ ra hoa nhất, không có loại nào dễ hơn. Thì hôm nay cũng tiện có cái cây Dendrobium tia chớp này. Cây này thì em giới thiệu đến mọi người những cái dòng Dendro khác. Về cái vấn đề là chúng ta phải biết được tên của nó. Ví dụ như cây này thì nó là cây NOB Purple Plus Mini. NOB Purple Plus Mini ấy, thì nó là cái dòng Dendrobium. Nhưng cây này thì mình gọi tên tiếng Việt cứ gọi là Dendro tia chớp. Tia chớp mini. Thì là anh chị có thể tìm thấy rất là nhiều đơn vị bán cái dòng này. Cái này nó rất là phổ thông, mình có thể ra chợ mua được nhé. Và sưu tầm những cái cây này
hoa rất là đẹp và rất là siêu hoa. Như nhà em nở hoa nó phải từ tầm tháng 5 đến tận tháng 10. Nó cứ ra lác đác rồi. Đấy, nó cứ ra hết xong rồi nó lại ra nụ đây. Những cái dưới đấy ạ. Đấy, nó cứ ra xong lại ra nụ. Nó có thể một thân thì nó có thể ra nhiều nhá. Ra nhiều lần hoa. Còn để mà nói về thân lá, những cái dòng Dendrobium này thì nó có sự khác biệt rất là ít. Và như cây tia chớp này thì em cũng giới thiệu qua để mọi người cùng biết luôn. Nó đơn giản thôi. Đây thì em sẽ quay về cái cây gần đây luôn và đang có hoa đây. Cái cây này thân lá xanh sạch. Nhưng có cái cây thì thân lá nó lại tím, chứ không phải là cái cây nào thân lá nó cũng xanh sạch như này đâu anh chị ạ. Nhưng mà thường ấy thì những cái dòng trắng hồng ấy thì là nó sẽ là màu xanh sạch. Đấy, như cái cây dưới này thì nó lại hơi tím một tí này. Đấy, thân mẹ với cái cây dưới đấy ạ. Đấy, đây, thân hơi có chấm một chút. Đây, và cái cổ lá nó hơi có chấm nhỏ này. Có thể là quay điện thoại thì có thể là nó không được nét lắm. Nó có chấm rất là bé li ti thôi. Còn những cây này thì đa phần là xanh sạch. Quan trọng là mình nuôi độ nắng như nào. Càng nhiều nắng thì thân nó sẽ đánh sáng hơn. Bởi vì dòng Dendrobium này nó là rất là khó. Còn mini này mà nhìn nhận thân lá thì rất khó. Cây này thì độ lá của nó cũng hơi khuyết một chút. Lá nó cũng dạng lá nhỏ và hơi khuyết một chút. Dòng mini thì nó chỉ cao tầm độ 15 đến 20 cm thôi. Trở về có thể là 10 cm nó đã ra hoa. Như cây này thì nó gần 5 cm đã ra hoa rồi. Cây này đúng 5 cm đã ra hoa. Đấy, thì anh chị có thể thấy á, nó rất là dễ nhớ những cái dòng Dendrobium này. Dòng Dendro này rất là dễ nhớ và dễ trồng. Mọi người có thể tham khảo sưu tầm thêm một chút về cái dòng này. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Hẹn gặp lại mọi người vào những video lần sau. Thì ở trên cái kênh Thiên Đường Ngàn Hoa của em cũng có nói rất là nhiều và chi tiết về các loại. Và em cũng tư vấn để mọi người cùng chơi, có một cuộc chơi đó chính là quanh năm nở hoa và chăm sóc được cây rất là tốt. Cảm ơn tất cả anh chị đã theo dõi video của em trong thời gian vừa qua và hôm nay. Cảm ơn tất cả mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại.